Thư sư, hai vợ chồng con làm đám cưới được 2 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn vì trục trặc giấy tờ. Đi đăng ký mấy lần đều không được, nhưng hiện tại cuộc sống gia đình không được hạnh phúc. Chúng con chưa có con mà con để ý và tìm hiểu người khác, vậy có phạm giới tài dâm không? Xin thưa là giới tài dâm chỉ phạm khi nào mình có quan hệ nam nữ với người khác. Còn khi mà mình không có quan hệ nam nữ với người khác nhưng mà mình có để ý và tìm hiểu người khác thì mình, cái giới của mình á, nó bị ô nhiễm. Và sư nhắc nhở với quý vị là mặc dù á, cái giấy tờ là mình chưa thành vợ chồng, nhưng theo luật ở trong đạo Phật thì quý vị đã là vợ chồng rồi. Cho nên dù giấy tờ chưa có thì mình vẫn phải giữ gìn sự chung thủy